orgulloso, ya sé. Chau, boss. Chau, boss. No hay nadie que se mate. Xin lấy đâu ra dây chuyển lạnh nhiệt
tổng hợp lại nó còn mấy trăm đứa trẻ. Mấy trăm là đông rồi. Mấy trăm là đông đấy, khu vực ấy là như thế là đông lắm. Cộng lại cả tỉnh ấy là còn mấy trăm đứa đây. Thế nên là tỷ lệ tiêm chủng của bọn ở trên này nó chỉ được 60-70 là cùng lắm. Không bao giờ lên được 80. So với đồng bằng hồi là 80 là ghê. Đây là về báo cáo chẳng biết làm nào. Chẳng biết làm nào, chẳng biết phương án gì. Nâng được cái tỷ lệ lên. Mà hao phí vaccine ở trên này thì kinh khủng luôn. Một lọ vaccine của nó là được tiêm được 5 trẻ hoặc 10 trẻ. Thì trên này một lọ nó chỉ tiêm được 2 trẻ. Nó bóc ra chỉ có mỗi 2 đứa thôi. Thế là phải vứt. Vứt cái lọ đi ra. Làm gì có trẻ đâu. Trẻ em để tiêm. Đó là mình lên mình phải đúng là tỷ lệ tiêm chủng ở mọi nơi là phát vaccine là 1,3. Hệ số 1,3 thì ở trên này là phải phát gấp đôi. Có 100 trẻ thì phải cho 200 liều. Nhiều trẻ nhưng mà nó không có được cái tổ chức tốt ấy. Nó tổ chức không tốt, nó không thể kéo được trẻ ra để nó tiêm cùng một lúc. Mà cái lọ vaccine thì cứ mở ra rồi là phải dùng, không có để lại tủ lạnh được. Mà là vaccine nhiều tiền lắm. Thế là cái hồi là cũng phải chứng nhận cho họ thôi. Mà cái này ở đây nó chỉ có bị cái dịch sởi. Sởi, còn các cái bệnh khác nó không bị. Bạch hầu, ho gà, uốn ván đây rất ít. Yếu cổ nhiều và sởi rất nhiều. Đấy chỉ có một cái vaccine sởi là giá trị. Đây con gái phụ nữ uống rượu như điên, như đàn ông luôn. Tối đến là kiêm nhà khách của huyện hoặc nhà khách của tỉnh. Đốt lửa lên. Có cái gì nhắm cái đấy. Là khoảng 9 rưỡi là giải tán. Đi về đi ngủ hết. Nó không thể ngừ, nó không thể thức được qua 10 giờ đâu. Sớm dậy sớm là ngủ hết. Ăn thì đủ 4-5 giờ nó đã ăn chiều thôi. Sớm sáng là 4-5 giờ nó dậy rồi. Sớm sáng 4-5 giờ nó dậy hết rồi. Thế xong rồi 6-7 giờ đã ăn xong hết, đã đi làm rồi. Như bộ đội. Mà tối thì 9:30 giờ là đi ngủ hết rồi. Không có đứa nào. Hồi làm gì có vô tuyến đâu. Hồi chẳng có vô tuyến. Cả cái sở y tế có mấy cái điện thoại gọi về. Hồi mới ra trường đang hàng hải. Không biết khổ là gì. Như thế là đi, cứ đi hàng độ khoảng 1 tuần, 2 tuần rồi lại về. Tỉnh đi thế thôi, riêng đi đã mất một ngày. Đi từ sáng sớm, đi và về.